Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Sơn. Hôm nay Sơn đang có mặt ở đây, đây là xã gì nhỉ? Hưng Long đúng không? Xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ các bạn ạ. Đặc biệt là vùng cao chán rồi, hôm nay lại quay về với đây là nó chẳng hẳn là vùng cao, chẳng hẳn đồng bằng nữa. Nhưng mà một cái Sơn cảm thấy nó rất là vui khi bắt đầu mở màn video thì Sơn đang được đứng cùng với cả các chị người dân tộc Dao. Mình là Dao, dân tộc Dao. Dao quần chẹt các bạn ạ. Dao quần chẹt, và hôm nay thì sẽ có những cái tiết mục của các chị ấy biểu diễn về các cái phải nói là theo như là cái phong tục của người dân tộc Dao ấy, thì các bạn cố đón xem hết video để xem là các tiết mục múa của các chị ấy nhá.
Ở trên sân khấu thì các chị người Dao vẫn đang múa
Thế nhưng mà sau cái tiết mục này thì các tiết mục văn nghệ thì cũng gần như là sẽ khép lại rồi. Và bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc video tại đây các bạn nhé. Sơn xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Sơn. Xin chào.